Mới đây, một đoạn hội thoại được ghi lại tại một xóm trọ ở thành phố Thủ Đức đã khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn clip có sự xuất hiện của chiến sĩ công an, bà chủ thuê trọ, người dân trong khu xóm. Khi thấy người dân ồn ào, cãi nhau ầm ĩ với chủ xóm trọ về chuyện thuê phòng, chiến sĩ công an đã tới giải vây. Khi thấy tình hình căng thẳng, lại không thể giảng hòa được cả hai bên, anh đã lớn tiếng nói: "Bây giờ như này nè, anh này thiếu chị phòng trọ bao nhiêu, em trả cho. Dịch này không đuổi người ta đi được, em sẽ trả cho." Câu nói ấy khiến cả xóm phút chốc vỗ tay rần rần, tán dương sự hào sảng nhiệt tình của chiến sĩ công an. Đoạn clip trên sau khi được đăng tải đã nhận về vô số lượt yêu thích từ cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho cách hành xử tử tế của chiến sĩ công an.